Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2023. Hôm nay em có một đơn hàng, đó là 3 tấm pin Nhật 160W nhé. Bác ấy mua có 3 tấm thôi nhưng mà bắt buộc phải đóng trên một cái pallet gỗ như này, nhưng không sợ nó vỡ. Một lần trước em đi cũng bị vỡ mất 2 tấm nên là thành ra là thiệt hại mất bao nhiêu tiền. Hôm nay thì có 3 tấm thôi nhưng mà vẫn phải đóng trên một cái pallet như này cho nó yên tâm. Bác nào có nhu cầu mua mấy cái tấm Nhật này hoặc là các cái tấm pin khác thì liên hệ với em nhé. Và số điện thoại là 0987006938. Dòng pin Nhật này thì trong kho nó còn ít lắm, không còn nhiều đâu. Pin Nhật thì có điện áp là 160W, 160W, điện áp là 84V, điện áp làm việc và điện áp hở mạch là 110V. Cơ dòng làm việc của máy là 1,91A, dòng ngắn mạch là 2,2A. Tấm Nhật thì nó 20 cân một tấm nhé, nó có khung nhôm rất là dày dặn và chắc chắn. Đây, đóng trên một cái pallet gỗ thông như này. Tấm Nhật thì đặc điểm là nó có các cái khuy như này này. Đấy, nó vào đây nó rất là chắc chắn này. Đấy. Nên là đã đóng lên pallet rồi thì hàng đi thì yên tâm, không vấn đề gì cả. Tấm Nhật thì nó hơi bẩn một chút nhá, nó là tấm mới chưa bóc băng dính đâu, nhưng mà khi đóng gói là người ta úp cái mặt kính xuống như thế này này, thế xong là tấm nó để ngoài trời thì nước mưa nó vào, nó mới đọng bẩn như này. Cái này về các bác có thể vệ sinh đi hoặc kệ nó không sao cả. Đấy. Nó là tấm mới chưa qua sử dụng, các tấm đi thì bên em đã đo điện các thứ, kiểm tra dòng các thứ ok rồi, bắt đầu bên em mới đóng hàng. Nó hơi bẩn một chút thôi, về các bác có thể vệ sinh. Cái mặt kính của nó thì sáng loáng nhá, mặt kính của nó thì không tì vết. Chỉ có mặt đằng sau này thì là nó hơi bẩn tí. Ngoài tấm Nhật thì nhà em thì còn rất là nhiều các cái mẫu tấm khác. Đây, ví dụ tấm này là tấm 540 này. 540W của hàng GA, 3,9 triệu một tấm. Hoặc là có tấm pin của Mỹ đây. Pin Mỹ thì em có pin 72,5W này. Tấm 72,5W, tấm này là 400.000 một tấm nhé. Nếu mua một kiện thì một kiện của nó là 17 triệu, là 340.000 một tấm. Còn mua lẻ là 400.000 một tấm, chưa bao gồm chi phí vận chuyển các bác nhé. Còn tấm này là tấm đề hui. Đề hui này thì tấm 440. Tấm này có giá là 2,5 triệu một tấm này. Hoặc là tấm tháo mái thì còn một ít đây. Tháo mái thì cũng công nghệ 6+3 450W là 4,5 triệu một tấm nhé. À xin lỗi, 2,3 triệu một tấm, 450W, không phải 4,5 triệu rồi. Đây, ngoài ra thì có pin lithium, kích điện. Nhà em thì chuyên sửa chữa đồ rồi nên là đồ sửa trong nhà nhìn lúc nào thì nhiều. Đây, tấm của Mỹ thì có tấm 72,5W này. Model là AB-72B. Cái này thì nhập khẩu từ Malaysia, sản xuất tại Mỹ nhưng mà từ Mỹ chạy sang Malaysia, từ Malaysia mang về Việt Nam, nhập khẩu bởi cái công ty này. Một pallet của nó là 17 triệu và một tấm của nó là 400.000. Nếu mà các bác có điều kiện mua theo pallet, pallet của nó là 50 tấm thì giá nó chỉ có 340.000 một tấm thôi. Còn tấm đời cao nhất của nhà em hiện tại là tấm của Gia, có công suất là 540W, công nghệ là 11+3, 11 đường mạch. Đấy, là công nghệ mới nhất hiện tại ở bên em và giá bán là 3,9 triệu, chưa bao gồm chi phí vận chuyển nhé. Còn bác nào lấy combo, ví dụ lấy theo cả biến tần, theo pin lưu trữ, cả dây dọ tủ điện các thứ thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển khu vực miền Bắc, áp dụng tất cả các tỉnh miền Bắc. Còn miền Nam thì tấm này nó to, em không chở vào được đâu, không gửi được xe. Đấy, nên thành ra là sẽ không bán các cái tấm to này, không bán đi miền Nam được. Đấy, chỉ bán ở các khu vực miền Bắc. Bác nào mà cứ lấy combo full bộ thì bên em bao phí vận chuyển tận nơi. Và có hướng dẫn lắp đặt về, mọi người chỉ có treo nó lên và để đấu dây thôi. Tủ điện các thứ bên em lắp đặt sẵn rồi. Nên là các yên tâm. À đây, dây điện đây. Dây bên em vừa mới về thêm được 2 cuộn dây này. Cuộn dây này của Trung Quốc nhá, leader nhá. Còn dây Hàn Quốc bên em vẫn còn một ít cả. Dây Hàn Quốc là 18.000 một mét. Còn dây Trung Quốc của leader chính hãng thì là 15.000 một mét. Còn dây rẻ hơn một chút, có dây linh bộ. Dây linh bộ là 12.000 một mét. Dây linh bộ thì ngày mai bên em cũng về. Còn đây là khung của đèn năng lượng mặt trời Z500 Plus. Đợt này bên em đã về Z500 Plus bản Molo 80W nhé. Buổi
sáng nay rảnh thì em sẽ quay cho mọi người xem. Vậy các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ alo số điện thoại hiện trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Đây, hiện tại em đã hoàn thiện đây. Đơn hàng này được gửi đi Sơn La, Sông Mã nhé. Đơn hàng của bác có tên là Phạm Văn Lâm. Bác này đã thanh toán tiền rồi nên là tiền cước sẽ là 345.000, tức là 115.000 một tấm. Đơn hàng này có trọng lượng là 70 kg, 3 tấm thì mỗi tấm 20 kg, là 60 kg, cộng với cái 3 led em khai là 10 kg nữa, là thành 70 kg. Hết 115.000 một tấm, vận chuyển giao hàng tận nơi. Bác ấy ở Sơn La, Sông Mã, Sơn La. Hàng đóng lên thì trông nó như thế này. Tấm pin mặt trời, mặt kính, không để vật lặng đè lên. Có vậy thôi, trên này em có một tấm xốp rồi nhá. Còn xung quanh viền nhôm của nó rất là chắc chắn. Và em sử dụng đai siết đây. Đai siết là sử dụng hai cái đai siết như thế này. Đấy, cho nó yên tâm. Đấy, còn hàng thì Viettel họ sẽ chiều họ sẽ xe qua, họ bốc. Họ hẹn là khoảng đầu giờ chiều 1 giờ xe qua sẽ bốc lên. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu đặt hàng các tấm pin năng lượng mặt trời, biến tần, đèn năng lượng mặt trời, liên hệ bên em theo số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.